Tiếp sau thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Bảo Minh tiếp tục tham gia sự kiện Việt Baby Fair tại Hà Nội, được đầu tư cả về quy mô lẫn số lượng nhãn hàng. Thông qua sự kiện lần này, Thành Bảo Minh mong muốn giới thiệu đến các đại lý, các nhà phân phối và người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất đến từ Hàn Quốc với chi phí cạnh tranh, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác trong tương lai tại thị trường Việt Nam. Được thành lập từ năm 2015, Thành Bảo Minh là đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm cao cấp cho mẹ và bé tại thị trường Việt Nam như Momo Rabbit, thương hiệu bỉm hàng đầu tại Hàn Quốc, Enburn, sản phẩm nước giặt, rửa bình có thành phần thuần chay đầu tiên tại Việt Nam, Kunela, sản phẩm dầu hạt ép lạnh từ Đức dành cho bé ăn dặm. Ngoài ra, công ty còn phân phối độc quyền nước trái cây hồng sâm Hami Tenten, nước ép rau củ hữu cơ ABC, sữa dinh dưỡng và bánh ăn dặm Pororo. Tất cả các thương hiệu này sẽ có mặt tại các siêu thị và cửa hàng mẹ và bé từ tháng 9 năm 2022.